mới đây tại hà nội bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã tiếp và làm việc với đoàn trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên ghi nhận các trưởng cơ quan đại diện việt nam các tham tán thương mại là cầu nối hiệu quả giữa việt nam và các nước trên thế giới thời gian tới tiếp tục làm tốt hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại nâng cao vai trò của thương vụ nhằm phục vụ cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của đất nước Bộ trưởng cho biết, tuy gặp phải những khó khăn thách thức trong thời gian qua do dịch Covid-19, nhưng ngành công thương vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng và có ý nghĩa quyết định tới tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Bộ trưởng, cả thế giới đang thay đổi. Trong tầm nhìn tư duy và hành động sau hậu Covid-19, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Với 17 hiệp định thương mại tự do, đòi hỏi độ nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, độ thích ứng nhanh và cách đi phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Vì vậy, Bộ trưởng khẳng định Bộ Công thương rất cần sự hợp tác giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc nắm bắt, cung cấp thông tin, giới thiệu kinh nghiệm, phối hợp thực thi các FTA và tiếp tục đàm phán các chương trình hợp tác mới, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tại buổi làm việc bộ công thương và các đồng chí trưởng các cơ quan đại diện đã thẳng thắn cởi mở trao đổi các vấn đề trong đó tập trung liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan đại diện và thương vụ việt nam tại nước ngoài từ đó hai bên thảo luận thống nhất một số giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn góp phần giúp các trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài cũng như các cán bộ thương vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước giao phó